Thưa quý vị và các bạn, trong các ngày mùng 9 và ngày mùng 10 tháng 9 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến về các đề án tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đề án tổng kết thực hiện nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên, đề án tổng kết thực hiện nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Về đề án tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, Bộ Chính trị đánh giá đề án đã bám sát và thực hiện đúng cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bổ sung phát triển năm 2011, hiến pháp năm 2013, văn kiện đại hội 13 của Đảng và tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, bám sát tình hình thực tiễn đất nước và thế giới, vừa kế thừa, phát huy những thành tựu đạt được trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam sau hơn 35 năm đổi mới, vừa tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế, từ đó xác định những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với thực tiễn, định hướng quan điểm, tư tưởng chỉ đạo trong giai đoạn mới, góp phần tạo động lực đưa đất nước ta phát triển nhanh và bền vững, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ 21. Bộ Chính trị cho rằng các nội dung trong đề án là những vấn đề lớn, khó, phức tạp, từ đó thống nhất với những nội dung gì đã chín, đã rõ, được thực tiễn kiểm nghiệm, chứng minh là đúng, đa số đồng thuận thì đưa vào đề án và thống nhất thông qua để trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị Trung ương lần thứ 6 xem xét ban hành nghị quyết. Về đề án tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Chính trị khẳng định công nghiệp hóa, hiện đại hóa là chủ trương xuyên suốt và nhất quán của nước ta trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Bộ Chính trị thống nhất thông qua đề án để trình Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung ương lần thứ 6 xem xét ban hành nghị quyết với mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam hoàn thành công nghiệp hóa và kết thúc giai đoạn đầu của quá trình hiện đại hóa. Đến năm 2045, cơ bản hoàn thành quá trình hiện đại hóa, phấn đấu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, là một trong những trung tâm lớn của khu vực châu Á về sản xuất thông minh và dịch vụ thông minh, xây dựng được nền nông nghiệp hiện đại, phát triển thuộc nhóm hàng đầu thế giới. Về đề án vùng Tây Nguyên, Bộ Chính trị đánh giá vùng Tây Nguyên là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của cả nước. Bộ Chính trị nhất trí với mục tiêu đưa vùng Tây Nguyên đến năm 2030 phát triển nhanh, bền vững dựa trên kinh tế xanh, tuần hoàn, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả cao, hình thành một số sản phẩm nông nghiệp quy mô lớn có thương hiệu quốc tế gắn với trung tâm chế biến. Một số công trình kết cấu hạ tầng giao thông quan trọng, hạ tầng số cơ bản được hình thành, đẩy mạnh việc giải quyết vấn đề đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số, hệ sinh thái rừng và đa dạng sinh học được bảo tồn và phát triển, an ninh nguồn nước được bảo đảm, an ninh khu vực biên giới được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Về đề án vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đưa vùng Đông Nam Bộ là động lực tăng trưởng lớn nhất của cả nước và thực hiện thắng lợi mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 đã được Đại hội 13 thông qua, Bộ Chính trị nhất trí với mục tiêu đến năm 2030 xây dựng Đông Nam Bộ trở thành vùng phát triển năng động, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, động lực tăng trưởng lớn nhất cả nước, trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao, logistics và trung tâm tài chính quốc tế, có tính cạnh tranh cao trong khu vực.